Cuối giờ chiều qua ngày 28 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành địa phương để tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch trên địa bàn. Tính đến ngày hôm qua, ngày 28 tháng 6, thành phố Đà Nẵng bước qua ngày thứ 11 của chuỗi lây nhiễm và ghi nhận thêm một ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc trên địa bàn lên 82 ca. Thành phố đã tích cực truy vết và tiến hành lấy 2.758 mẫu xét nghiệm của những trường hợp có liên quan. Đối với người về từ vùng dịch, thành phố đã cách ly tập trung 253 trường hợp và cách ly tại nhà là 167 trường hợp. Các công tác phòng chống dịch tại các cửa ngõ ra vào thành phố, giám sát cách ly tại địa phương tiếp tục được thắt chặt. Các tổ COVID cộng đồng tiếp tục phát huy vai trò kịp thời rà soát, phát hiện các trường hợp vi phạm an toàn phòng chống dịch, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trên diện rộng. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam đề nghị trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp như hiện nay, các đơn vị liên quan các quận huyện cần tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống COVID-19 trong cộng đồng, nhất là tăng cường giám sát phát hiện các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, người về từ vùng dịch nhưng không khai báo hoặc không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận huyện, các cơ quan, các đơn vị có liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác hoạt động của tổ COVID-19 trong cộng đồng. Đây là một lượng rất là quan trọng, là cơ sở. Đây là lượng mà chúng ta phải nhìn nhận là quản lý vòng trong hữu hiệu nhất, đảm bảo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, giám sát chặt chẽ, phát hiện kịp thời những phương tiện đến hoặc những người đến từ vùng dịch hoặc các vùng khác đến thành phố Đà Nẵng. Và nếu như chúng ta làm tốt được nội dung này thì rõ ràng là sẽ không để xảy ra cái trường hợp như vừa qua đối với lái xe từ Hồ Chí Minh về. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị tiếp tục xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch, đồng thời tiếp tục tổ chức hiệu quả các chốt liên ngành phòng dịch các địa phương cần quan tâm, đảm bảo hậu cần, kỹ thuật cho các chốt kiểm soát y tế ở cửa ngõ ra vào thành phố, không để xảy ra tình trạng ùn tắc tại các khu vực này.